Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng cùng các bạn giàu sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Thì ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em siêu phẩm xe tải khởi nghiệp với thương hiệu Vinasuki, một huyền thoại khởi nghiệp, một chiếc xe tải hùng kính 500 kg nha anh em. Đi những đường cấm trên 500 kg khá là ok luôn. Ở những đường hẻm máy dầu thì đặc biệt đây là máy dầu phiên bản thùng kính, thùng dài 3,2 m, đời 2007, rất là xịn luôn. Nói chung là chạy rất là mượt, cũng còn rất là mượt, đăng kiểm còn hết tháng 6 năm 2023, thùng còn khá là đẹp luôn. Chiều ngang là 1,650 m và chiều cao là 1,650 m luôn nha anh em. Công ty xuất hóa đơn, xe này xe công ty xuất hóa đơn nha, anh em muốn sang tên thì sang tên nha, hoặc là cầm hóa đơn nó chạy cũng được. Khi nào sang tên thì mình sang thôi, tùy anh em thôi. Đó, nói chung là xe giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, ngon lành, cành đào. Thùng dài 3,2 m, 60, chiều ngang là 1,650 m, chiều cao là 1,650 m, có cửa hông lên xuống hàng hóa rất là tiện, khung hai lớp, lúc này nóc thùng khá là đẹp. Đường kính mâm 16 inch, vỏ 6.5, sắt xi bao dày bao cứng. Nói chung là xe rất là ổn nha anh em, 500 kg cầu, dàn nhíp cũng rất là dày. Nên em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ đến nhân bằng đá bằng chuyển hóa của anh em, quý hàng của bạn. Ghế bọc da, ba chỗ ngồi, nội thất cũng còn rất là ổn, kính quay tay thôi. Đời 2007 nha anh em, Vinasuki, thùng kính. Đó. Nói chung là khối lượng toàn bộ là 3 tấn, khối lượng bản thân nó là 2 tấn 3. Đấy. Thùng cũng còn rất là mượt mà. Đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2023 nha anh em, hết tháng 6 năm 2023. Nước sơn màu xanh Vinasuki rất là bắt mắt. Nếu anh em mấy cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe, trải nghiệm mà lái thử. Nếu có mấy phù hợp thì có thể đi nó về phục vụ đến nhanh vận tải vận chuyển hóa của anh em với hàng của bạn. Mọi thứ đều còn rất là ổn nha. Nói chung là xe khởi nghiệp vài chục triệu thôi. Mà xe này bên mình đang dự kiến cho bán cho anh em khoảng 50 triệu nha, 50 triệu. Cho nên quý hàng có nhu cầu cần cái xe tải khởi nghiệp chạy thuê hoặc chạy bậy bạ đồ cũng được. Đó, chạy thuê máy chạy cũng rất là sướng. Máy dung tích xi lanh của nó là 2,5, công suất này 44 kW thì cũng bằng 2. Máy lớn nha, máy cũng khá mạnh này. Máy này tới 2 dung tích xi lanh tới 2,5 tấn. Máy của Trung Quốc thôi nhưng mà chạy cũng rất là ổn. Cabin cũng tươm tắt thôi. Nói chung là cũng ổn với mức giá khởi nghiệp cho anh em với hạn bạc 50 triệu. Nếu anh em có cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm mà lấy thử. Nếu có mấy phù hợp thì cứ đi đem nó về phục vụ nhân bằng đá bằng chuyển hóa của anh em với hạn các bạn. Cảm ơn anh em với hạn các bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục về hình giá cả xe đấy của mình. Hẹn gặp lại anh em với hạn của bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe đấy của tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.